Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đi tìm nguyên hàm của cái cục này. Chúng ta biết cục này là giả rồi, thì chúng ta sẽ có 1 chia cho x. Bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn tìm cục nguyên hàm ở đây. Mình sẽ sử dụng phương pháp tích phân đổi biến. Mình sẽ đặt u bằng căn bậc 2 của x cộng 1. Sau đó bình phương hai bên để bỏ cái căn bậc 2 đi. Chúng ta có x, chúng ta đẩy số 1 sang bên trái. Như vậy chúng ta đạo hàm hai bên, đạo hàm chữ u bình phương là 2u. Số 1 là hằng số, chúng ta có số 0. Chữ x là số 1, chúng ta có dx. Chúng ta có căn bậc 2 đổi thành chữ u. X thì đổi thành u bình phương trừ 1. Dx thì chúng ta đổi thành 2u du. Chúng ta có số 2 ở đây, như vậy mình có số 4. U chia u hằng số 1, chúng ta sẽ có 4. Nguyên hàm của u bình phương trừ 1. Thì cục này chúng ta sẽ có là u mũ 3 chia cho 3 trừ cho u cộng c. U trong trường hợp này chính là căn bậc 2 của x cộng 1. Như vậy, cục này ở đây chúng ta sẽ có kết quả là ở cục này cộng với lại cái cục này. Bây giờ chúng ta có điều kiện ở đây f3 bằng 6. Chúng ta thế số 3 vào đây, số 3 vào đây và số 3 vào đây để đi tìm giá trị của c. Do số 4 nhân cục này và cục này cho nên chúng ta có cục như thế này. Như vậy chúng ta rút gọn lại. Chúng ta có số 3. Như vậy chúng ta tính được giá trị của C. Đó chính là 6 trừ 3 bằng 3. Như vậy chúng ta thế số 3 vào đây. Bây giờ chúng ta thế số 8 vào cái cục này. Chúng ta sẽ ra kết quả cuối cùng. 217 chia cho 8. Như vậy đáp án câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.